lăng ra mọi người. Ủa, xì heo rồi á. Sợ lăng rồi ăn nghỉ đấy. Đá đi cháy. Không nữa. Như cái cá gì cháy nè. Đây là hai miếng sườn cá sấu mình nướng nha cả nhà. Cái anh ăn là chắc nó vừa tới á. Kinh của Tăng Sóc Trăng. Hôm nay anh em mình làm con cá sấu. Nó là độ chắc cỡ 10 11 10 kg 11 kg. Giờ bữa nay mình để da nặng mà mình xào lăn ăn thử bữa nay giờ biết cho nó cảm giác ngon như thế nào. Nhà nuôi được cá sấu bữa nay xử đó. Còn sống hả? Còn sống hả? Bịt mỏ nè. Mỏ con dây gì? Rồi. Bây giờ tiến hành ra mình làm ha. Ừ. Rồi xào lăn rồi nó thưởng thức. Có tình hình ra. Này có 11 kg rồi. Ây da. Bữa này mình làm trộn nước sôi mình cạo vẩy nó ra hả? Nước sôi cạo cái vẩy như gắn vậy nè. Cái da không biết ăn được không? Ồ, ta quả tốt luôn nè. Còn cái da này thấy chắc ngon rồi ha. Da chắc lượng này cỡ da chăn thôi chứ gì. Ồ, như là ớt. Ồ, đi mang về đã chứ đó. Hả? Cái này như đó. Cái lớp có ra là cái da mình xèo đó. Bỏ ngoài đi để. Cái trắng tươi ha. Ừ. Đâu. Ủa, ngon nè. Ủa, này lấy vô khẩu rồi nó có cạo không? Không. Đâu có gì là nó làm cho nó thấm nó che dính đồ bỏ luôn. Đục. Giữ dành cho anh ta đi. Ủa đá đó nhìn thấy đá đi chứ. Hả? Lăn ra mọi người. Ủa, xì heo rồi á. Sao lăn rồi ăn nghỉ đấy. Canh đừng nhắm mịm đó nghe. Cái này cái mỏ này đi nhúng. Thắng tươi đã trời. Ngờ cái này đã được chứ. Gần rồi đã. Không biết ăn sao. Chắc ngon ha. Cho mình nghỉ. Giòn giòn hả? Giòn đấy. Đâu chắc giòn. Nói chung mình dự đoán vậy thôi chứ mình thôi nó chưa thưởng thức. Đủ găng vừa đến. Ra không? Này không ra. Sau khi cạo cái lớp vảy ở ngoài nó như vậy đó cả nhà, trắng tươi thấy đẹp thèm không? Này mình sẽ làm để nguyên da luôn nha, ăn thử nó thế nào. Ủa trong cái họng nó dơ quá vậy. Còn sôi không? Không, họ cắt cái đầu hết tích. Người nào mà đi rồi cắt rồi hả chủ? Trời ơi, con này đi trên tóc da luôn rồi nè. Ôi, xèo vậy. Không làm quá mà. Trụng. Cắt móng bỏ ra. Để móng lại cho người ta biết. Móng này mình xèo à. Nè. Như đừng ruột. Dở dở kéo từ từ. Gì cắt mà da chứ nè. Đồ của da giữ đi. Rồi giòn. Ủa da gì gắn gắn quý ơi. Chị nói đồng loại với gắn mà. Bỏ sát. Có thể như là nó như kỳ đà.
Rồi bể cái gì ăn à? Cúng thúi à? Này xéo à, gọc xéo à. Bỏ cúng à? Ừ. Rồi sắp sẽ ăn nhiều. Đấy, cái đất kia nó xì ăn hơi bự. Tới đó hết rồi đó, nó không có xuống nữa đâu. Đủ thịt. Đủ nó ra gan luôn ơi. Cái này nè. Ừ, nổ. Giống thịt sụm vậy đó. Đây, đó. Nhà gọc cái dòng dòng ở dòng dòng cái đó lại mới giao đi cái thúi gì à? Lũng cái gì à? Hả? Giao bén mẹ đó địch chết còn địch đâu cũng có xương sườn nữa mà có gì chạy không có rồi. Này móc, cái này móc xuống đi, nè nè. Anh cầm này em. Dạ. Gần nha. Ôi trời, nó bén rồi nè. Ui, sắp cái tay chắc nè. Cầm này, thành này, thành này. Móc xuống đi. Móc chứ, thành nha. Bằng năm nè, thương lắm. Cái cuốn họng nè. Không, cuốn họng nữa. Cứng dữ vậy. Cái gì đó nha. Cuốn họng nhỏ xíu mà sao nó nuốt con bự được trời. Giỡn nghe. Mà lòng có gì đâu ạ? Mà lòng có chút xíu rồi kìa. Mà lòng không có. Đó. Dạ. Nè lấy thèo không? Biết rồi. Tần. Lá mía gì nè. Lá mía kìa. Tước cơm luôn đi. Cái gì? Thịt không ơi. Hả? Cái thằng thằng như dữ ta. Rồi lấy nước rửa cho sạch đây. Ừ, đừng thắng cầm dòng nhé. Rồi có đặt hay vô nữa. Phải. Cái lội nó bò nó quăng mà. Quăng quá quăng lại, cái sống nó vậy rồi. Phải đâu, không buộc nó không dài, nó tập nó. Rồi bây giờ lấy sao lấy cái đầu? Cái đuôi nó quăng không khốn khốn gì luôn hả? Hả trẻ rồi hả? Để cái đuôi nó. Để nguyên như đi. Nó chặt khúc khúc, chặt khúc vắng vậy đó. Đâu chuyên nghiệp quá nó muốn lật đầu cày nữa à. Hai cái chân sau mấy cái chân nữa để nguyên cắt này ra ai biết xẻ thịt sao biết đâu ra thịt sao giống thì, như thì giống như heo bây giờ lại cắt cái này nè, cái đó phải chặt ngang xuôi, cắt ngang cái đường đưa chặt xuôi theo đường sống, mổ là hai cái này, cắt cái gì mới mổ ra đường sống đồ hỉ cái da nó chắc ngon quá, đâu cứng đâu à. Ừ. Ngon để cho con này nó còn tơ chục ký nhỏ xíu ăn như da chăng thôi, gì đâu. Cô khỏe không? Làm cô có mập không? Ấy da. Ủa? Đồ thịt quá trời à. Thì cái đùi này là cân còn cái khúc trên kia có gì đâu. Nó làm khô. Ờ, thịt đó đó. Thịt là nhờ cái khúc đùi á. Thích à? Hồi cũng chặt máu chứ. Coi là thịt nấu hết. Con giờ nó cái giờ lại cũng giờ thấy bằng đông dân rồi sao ăn rất nhiều quốc tăng. Ờ rất nhiều sao thứ. Nhìn chặt ra nhìn giống cóc quá. Ủa da thấy mỏng nè.
Ừ, nó dày lắm. Chắc giòn, ngon. Cái này phải có cái độ cưa ha. Giống như người ta cưa thịt vậy á. Cưa nó ngon. Chặt nó bấy cái da ra chừng. Nó vào hướng cái đi thả chẳng hết kìa. Ủa chặt không có gì vào hướng. Chặt phanh giống như phanh rắn được không? Ai biết. Ăn gì nổi. Chặt ngắn vậy. Nhìn phanh phanh. Trời ơi. Mà đừng có dậy quá. Cắt ra hơn canh này thì dùng ăn gì nè. Đừng có dậy quá. Nhỏ không trẻ cái làm đôi đi tiếp, trẻ cái sườn làm đôi. Trẻ làm đôi. Ừ. Để nguyên cho nó. Ủa có đâu kêu trẻ trẻ. Trẻ trẻ sườn làm hai cặp vòng à. Ừ, cầm theo thôi. Hai bên giữ cái sườn ở giữa. Ờ lấy sườn này. Để đường sống lại hả? Ồ, sườn nó nướng không ta? Để nướng không? Nướng hai miếng thưa anh. Ừ. Thì người nào làm thì người đó ăn thôi. Ừ. Rồi lòng luộc nước dừa không? Giống như cày. Giống như cày. Ôi, lòng nó tanh lắm. Thật chứ người ơi. Ủa quả da chỗ này cứng dữ ạ. Ừ. Đó là nó làm cái chỗ cái khúc gần trên đầu cái bóp. Ừ. Cái làm 3, làm 4 gì nữa coi. Làm 2 thôi. Ôi mềm quá ơi. Sụng không á. Cái chân này sao à. Cái móng. Sụng. Cái đuôi này sao. Đuôi chừa anh không chót nha. Cái này à. Chút nó đi. Ờ gã chút đi. Gã chút đi. Gã chút đi. Ờ ừ, cỡ đó được rồi. Rồi. Đủ. Thật không á. Chặt như gắn nè. Mấy cái này là... Ừ, thanh ngay... ừ, chặt ngay chớn, chớn là vừa đó. Sao đo được. Sao đo được. Thì ngay khớp khớp này nè. Thâm xui. Vậy nhiều khi cái búa nó ngay. Nó ngay kìa. Ngay thì chỉnh lại. Ủa cái này mới đã nè. Chừng quá, cái này chắc tới tay luôn. Cái khúc này phải có mấy cưa á. Được quá. Chẻ chắc chẻ làm hai rồi. Thôi. Không, đừng cái khúc bự vô nè. Nè, mèo mèo quá, thịt. Đù. Không có... Để lẽ bự vô cái hai gấp. Trời ơi, gì gấp cạp đấy. Đù quá nè. Trời ơi. Trời ơi. Chưa thấy. Như gắn vậy. Đá đi cháy. Không nữa. Như cái cá vậy cháy nè. Đá thiệt quý ơi. Nó đặc luôn á. Không hôi không tanh chứ. Thì đâu cần xử lý gì. Hỏi xử lý gì đâu. Không tanh hôi không tanh. Trẻ hôm nay tử ha. Ủa thật. Ủa thiệt cái này. Này là dữ dằn luôn. Thịt quyết định là khúc này nè. Bởi vì mấy người xác ngon rồi cái đuôi ha. Thịt xéo xéo. Cái đầu sao rồi bỏ cho sao nói trời. Hả? Chắc cái hàm rồi.
sao đi được nguyên rồi chưa? Đổ mới được thôi. Để gì khó sao nấu. À, khoan khoan. À, nè nè, ở nè coi cái này khó nước một ký ơi. Ngốc cái da luôn á. Chi? Đặt cái da trên luôn á. Cái này hả? Ừ. Có chi? Đi dọn. Làm gì? Một ký. Ớt nướng á. Gia vị nướng. Ừ, chưa hẻo sâu chút nữa. Được, nó hâu xương rộng nè, gì được nè, mẹ thấm trong nè. Nó cộng xương. Ừ, xương nó xẻo vậy. Ừ. Ký hả? Ký hai sườn thử coi biết ăn ngon không? Gan với tim. Lấy bà tử đi, bà tử lấy đi. Bà tử lấy. Bà tử rồi. Ừ. Bà tử. Cắt cái lẫn cái khổ tử giòn á. Nó còn cuốn lên nè, không nè. Cắt ăn đâu? Nghe nói vậy. Bà tử mỏi chút xíu vậy hả? Em lấy cái bụng nó cái. Cái gì? Nghĩ này. Nghĩ cái bầu gọi giật bỏ đấy. Cái đứt ruột bây giờ nè. Lấy ruột không hả? Lấy bà tử không? Bà tử. Bà tử không thì cắt ngang đó được rồi. Có cục này nữa nè, sáng cục này cục gì nữa nè. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Cái cặp. Lấy bơ lòng luôn. Ờ đúng rồi, con lấy bơ lòng luôn. Để cho nó tanh điện nổi nha. Phải rửa rửa gì rồi. Mình cứ xử lý nó tanh gì. Thế anh cho biết không? Lấy vụ chanh. Ừ, cái thận nè. Nãy cái trái bên đó đó. Thôi nó bỏ. Giả rượu đó lên đây. Giờ bà tỉnh ăn nhiều. Ơ giả lên. Giả rượu lên. Cá gì không hay. Cá gì xương không? Hồi quá. Ăn bao nhiêu mắm vậy. Thì nó tiêu quá từ từ là nó thành mắm luôn á. Mình chưa hai miếng sườn mình nốt cho vậy mình nướng thử các bạn ơi, thử cho nó im không? Chắc im. Đục giãn quá nè. Ốp xào lăn hả? Cái gì vừa thơm quá. Nhiều thì bỏ hơi nhiều. Cái gì vừa chỉ cho nó có màu hả? Ừ, cho nó đậm đà. Này tôm. Hổ cái tập này. Kia đã bằng rồi nè. Quan trọng là cái này nè, cái này nó thơm nó ngon. Không có đó là không ngon hả? Cái gì? Cái xả cẩm nó không thơm nhau. Thơm mà nó này nữa. Đã bằng.
Rồi vậy là xong đó hả? Ờ xong. Vậy là dừa luôn, nấu cần nêm nếm nữa hả? Phân là dừa luôn đó. Ừ. Nấu thì bánh dừa. Cái gia vị đó là chi ốp vậy là dừa luôn đó, không có thêm nữa mà. Cái giò á chưa uống cái giò. Thôi cạp. Đó đậm đà đó. Thơm chà. Chưa nấu nó thơm. Ớt để 2-3 tiếng sau nấu nó mới đã. Rồi. Rồi chuẩn bị mình nấu ngay cái. Đây cá sấu mình ốp từ trưa giờ đến cả nhà. Khoảng 2 tiếng á. Rồi bắt đầu mình đem xào lăng nha. Này rồi ăn phần thứ hai rồi chăng? Phần thứ hai nhé. Này khi chín thì phải cắt bằng hơi, giang phần nguyên phần. Bỏ thêm cái đỏ vô luôn nha. Đây là hai miếng sườn cá sấu mình nướng nha cả nhà. Cái anh ăn là chắc nó nhiều tới á, còn thằng này nó thấm hơn nè ha. Thơm rồi đó, thơm rồi. Bắt cái này con bắt con đã. Hai miếng rồi, đấy miếng rồi chứ. Hai miếng không hết. Đó lên rồi đó cả nhà ơi. Rồi chuẩn bị mình nhập tiệc thôi. Còn cái nướng nó nướng từ từ hồi ăn sau. Cái da nha, cái tay nó đây đây cái bụng rồi đó, giờ nó còn đó. Cái trong thế người ta. Giống làm đậu giả. Cảm giác cái nào? Mềm không? Mềm không? Nó mềm, nó mềm mà dai. Không phải là mềm bỏ điệp. Đang đéo, đéo, đéo. Đéo. Ngon hơn cá sấu kia nhiều ha. Cá kia thì mình đông đá rồi. Nó bông nó ra rồi đó. Cái này tươi mà. Kia đông đá này thì xanh. Còn sắc. Ngay cái kỳ nó luôn nè. Ngay ra cái bụng ngay cái bụng đó. Ừ. Bảy ú. Cắm cây cây gì nè. Cái có tương ha bỏ. Ngon. Cắm cây mặn 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 ơi. Dai hả? Có da ngon. Cái da nó mới da ngon đó. Nó mềm mềm dai ha. Mềm mềm dai. Cái này da nó giống thịt bò vậy.
Nó giống như da bò luôn. Nó nở ra. Nó nở, nó không có bị dai phải không? Nó nở ra vậy. Trời ơi, tưởng tượng nó giống cá con chứ bò hơn mà. Có lần. Nó thử bạn. Ăn dao, thử dao. Đúng rồi, cái da. Không. Cái thử nó đã còn nóng ăn lại được. Nhưng mà đừng có nghĩ nó là con ăn lại rất một cái xấu. Vô cái nó mới ngon nữa các bạn ơi. Ừ. Vô. Cái này không được đâu nha. Ừ. Chơi tham ăn hơn đúng hơn. Quá đã. Mồi ngon mà không có rượu cũng ngon không? Đây nè, vô cái này cho thằng Thịnh đi. Thịnh nó ngon. Để mình nha. Mời cả nhà nha. Thì cá sấu có da luôn. Cái da nó là thấy phái nó trong khe. Này mình đây mình các bạn chấm nào ấy nhưng mà đây chấm cắt tương. Ừ. Cái này mình ăn giống như thịt ba ba rất ngon. Ừ. Giống giống mấy cái kỳ của ba ba ha. Thịt nó có ngọt. Cái da nó dai, nó dai giòn à. Chúng mình dai là cắt nó vừa ngon luôn á. Nói chung tuyệt vời. Cái này cá tươi luôn các bạn. Nó tanh không? Không tanh. Cái da nó cực kỳ ngon, thịt nó ngọt. Không nói gì nó đặc biệt là mình kèm với chú chát ha. Cháo phượng. Ngon à? Ngon, quá tuyệt vời. Ngon. Dạ, nó tại ngon. Vì con cá sấu này cá sấu thịt tươi á, mình ăn số thịt nó rất là mềm mà của cái gì tươi nó cộng thêm bơ ngọt nữa. Thì từ đó giờ em cũng ít có ăn cá lắm, nhưng mà đối với cá này thì mình cảm giác mình sợ á, nhưng mà khi mà làm chế biến gì nè ăn rất là ngon. Rồi cảm ơn em. Hy vọng là cả nhà thử. Mình để da này ngon hơn không có da ha. Ừ, đúng rồi. Để bé ăn thử mà. Ăn thử lại. Nãy ăn đâu ai thấy đâu. Cái món mà mấy bạn có ăn á nhớ rủ mình ăn nha. Ừ. Tại vì mình ăn con này nó rồi quá ngon rồi không biết kiếm con nào ăn nữa nha. Còn vô cắn ngủ cho ăn ké vậy hả? Cắn nha lại đi. Cắn hỏi đợi đó. Cái da ngon da mềm xèo à. Mềm dai dai ngon lắm tự. Cầm đi. Ờ cắn lại đi. Cắn lại cái gì. Anh em làm nó không có độ mềm hung mà nó có độ dai dai. Mềm nó không đâu dai không? Có độ dai dai ngon. Dai vừa. Ngon. Cái gì cũng như vừa ăn này cái nãy mềm. Cái này đấy, nó đẹp. Ồ, cái đầu rồi, này có ngạnh nè, thịt nó lòi lên. Mát mẻ nữa. Cái ngạnh này mới đã nè anh em. Ừ. Như sụn nha. Như sụn. Rồi để coi ha. Cái tô này. Đường nó mạo quá. Nó dần dần đấy. Chỗ băng bằng hộp chữ chữ nè, coi nè. Má nguyên cái nhà hàng còn đẹp được. Có xương không ơi. Má làm. Trời nó cứng á. Nó xương miếng nè. Ừ, đẹp lắm. À. Vậy đặng cái đó đặng nó. Đâu coi coi cái coi cái da, coi da. Đây đi lăn ba lớn nè. 4 cây tao lấy cây rồi. Cái da nó chồng nè, giờ trong này vậy nè, vậy khớp nè, thấy không? Vậy nè, thì cái đó. Sao nấu nhiều vậy mà nó cái da trong kia đã. Ừ. Tính dai lắm. Tính đâu nó dai, tính này nấu chắc cả 2-3 tiếng rồi về nấu chút xíu mẹ vậy. Tại mà không biết còn có bắt nào nấu một cạn nước rồi, dắt rồi, bỏ luôn. Quá đã hả? Dưa rồi. Ăn này dính lên mũi, miệng lên mới ngon. Ờ, đúng. Kẹp miếng chuối ra. Một ớt cả. Mày ăn đi, mặn ăn củ cải không? Chưa hết, nếp ăn hết rồi. Nó luôn. Kẹp đồ sắm thôi. Qua nướng rồi nè ơi, nướng thơm quá nè. Rồi vô đi. Vô. Trời, vô nó nướng được, tới rồi, khô quá rồi nó ngọt hết ngọt. Trắng đây thôi. Cái vô lận. Giờ là cứ bao tử đi, mình cứ bao tử. Đó giờ chưa từng ăn bao tử cá sấu nha. Cắn gì. Mình cắn nhím thôi ha, nhiều người. Chứ tủ một miếng. Cái này nó giòn. Cắt cho nó không nổi vậy. Cái dày dữ nè. Trời ơi. Nhỏ mà dày quá. Giãn. Trời ơi. Giãn rồi được không? Mới kẹo kẹo trời. Bởi vì nó ăn nguyên con heo được mà. Trời ơi. Sao nó nhét gì xanh xanh đéo gì rửa không chọc cái gì? Mỡ. Nó lấy cái này lè. Mỡ gì ốp mà. Bảy má nó rửa sạch luôn mà. Cái gì nước ốp á. Cái gì nhét trong ghê vậy? Mỡ. Cái này là bê ngoài. Cái này bê trong mình lộn lại. Sao chỉ giúp tổng cái vậy? Xúc động. Tụi mày ăn ngon đi. Dọc á, cắt dọc á. Dạ. Ừ.
mấy anh nói bậy bạ không. Trời chết rồi, con sên bò ra. Dai dai nghe. Rồi, quất miếng thử miếng anh em. Gắp miếng đi. Người, mạnh ai mới gắp đi, gắp miếng đi. Thử miếng nha. Ừ. Này bao tử cá, bao tử heo, tự gì mình cũng ăn rồi, chưa bao tử này cá sấu này mới lần đầu tiên ăn thử. Dạ. Dai, cháy giòn, ngon ngon. Ngon hả? Ngon không? Béo á. Thôi bao tử heo luôn. Rồi sao vậy? Cháy giòn không á? Sao đéo? Quá giòn. Có độ tanh gì, mùi tanh không? Không tanh luôn. Bạn ăn thử bạn. Quá ngon. Giòn khấu luôn á. Giòn không có dai luôn. Ừ. Khấu luôn. Cái dai mà dai dai cái độ dừa giòn á. Ừ, giòn dữ lắm. Giòn mà nó mềm luôn. Cá vậy? Ừ. Tính nó dài mà. Từ từ nó chân trắng thôi. Đó, nhưng mà chân trắng không nha. Tiếp. Dài quá rồi, bao tử heo. Cho ông món heo nữa. Cục đi, tôi thử cục ai. Nó giòn dữ lắm. Em mà nó không tin. Thử mới tin hả? Thử mới tin. Ngon. Giòn thiệt quá. Giòn như bao tử heo không? Như bao tử heo không? Giòn. Giòn hơn nữa hả? Giòn chứ mới đậu dai. Giòn. Giòn. Giòn á. Giòn khóc hả? Giòn gốc nè. Giòn hơi dai vậy. Giòn. Nãy mà nghe ấm ba quẩn mà kêu bỏ cái chết luôn. Bỏ đi con luôn. Đó, bỏ đi. Ngon dữ luôn, chung là bao tử này ngon là whip luôn trong cái con này luôn á. Ngon hả? Thôi đặt em mời cá bao tử lâu quá. Vậy chứ cái món mà không ăn kia tao làm. Thôi tao bỏ. Bao tử là bỏ nước trong con cái sống luôn. Nhưng mà cái này nó không đi theo con cá sống thì mình đâu, nó là bao tử. Giòn chứ nó không có sao vậy. Con cá bây giờ hết đi không? Hết đi uống rồi đó. Ăn ngon lo ăn không. Hành bát sườn nãy là lóc nè, sườn xương phải không, là nướng và chia anh em người thưởng thức một cục ăn hết đi chén một cục. Cặp cặp cái này nướng còn nướng nè, này còn mày vàng cặp luôn, cầm cặp luôn. Không thử miếng à, cục cầm cặp á luôn hả? Lấy luôn nha. Ừ, lấy luôn, để bự đi. Cần chấm không? Cần nó vừa ăn chưa? Ừ. Trời, cái dai giòn ấy vậy? Giòn hả? Nó không dai hả? Nó giòn ấy rồi. Bùng. Nè, các bạn coi nè, cái dai nó. Không nghe quay nữa. Đó, thấy không? Ok. Cái thử thử coi. Giòn thấy đó. Quá ngon. Nghe cái dai coi. Cái mày bự gì vậy? Nó bự, nó giòn ấy rồi. Cắt được hai. Da giòn không hay là dai? Giòn. Dai. Lớp nó tới ngoài da nó giòn. Nhưng mà giòn. Mà vẫn ăn được, cắn cắn được không? Ngon, okay. Cắn đứt không? Ngon, ok. Có cái gì đừng đạp á. Thèm con miếng luôn rồi. Đục. Thêm nữa coi. Nó có dai. Thử nè. Vừa ăn bên miếng ớt nè các bạn. Nó cay cay dễ ăn. Sao? Nó giòn quá. Ừ, không ớt gì ăn không? Vừa. Ừ. Ừ. Thơm không? Thơm không? Thơm nướng cảm giác sao? Nó nghe tức quá vậy? Nó ngọt hơn cái sầu lăng nè. Nó cũng như thế. Ngọt hơn. Cái mỡ như thịt nó dai hơn. Ừ. Da thì nó giòn. Giòn còn da này thì nó mềm. Tại mình sầu lăng nó mềm á. Ừ. Ngồi xuống rồi, trời nắng quá. Đúng. Cục sầu lăng nó ngán rồi, tới nướng cái thái rồi. Ừ, nướng quá. Rất nhỏ. Cân không á, bạn. Cân nè. Cân. Cắm cái thử. Này nó ra thiếu nước mắm bần ha. Ừ. Đúng rồi. Mắm bần chấm nó đã. Kỳ không? Ừ. Không ai bàn cái gì đó. Kỳ không? Không, kỳ mà tự nhiên nó ớt mà sao chưa nó vào quên cái vụ nó bấm bần mà tính nó kỹ không rồi sao anh thả nướng bây giờ mình xin mời cả nhà nha, ăn thử rồi bây giờ không chấm thử rồi nó là sao nha, cái xấu mà kỹ bấm bần luôn đó giờ nghe hiểu luôn trời, cái nhà nghe mình nhai không rồi rượu rượu không à, da cái da giòn ớt vừa ăn cái gì vậy mình mới canh nghe miếng giòn nó ngon
nó dai cũng ngọt. Nói chung là xào lăng ngon mà này nó cũng ngon hơn. Ngon hơn kìa, nó ngọt hơn. Nếu mà ai thích ăn hơi mặn cái thứ hơi chấm. Vậy cái gì cũng vừa ăn rồi. Cái này mình để nguyên con da mình nướng luôn người ta. Cái nhà nghe mình nhai nha cái da nha. Ngon. Có xương sườn đó bà. Xương sườn. Ngay cũng đó là xương, cũng có cái nãy xương như sườn non vậy, cũng phải ghẹo ghẹo cho. 6 giờ đi. Vô. Vô, vô vậy? Ngủ. Kéo cái màn lại chá, mặt tiếp luôn kìa. Kéo màn lại vậy. Thấy cục này đi. Thôi cục này đi. Thử từ đi. Mình cũng thử chứ. Thấy chưa thử hả? Từ đây nè. Cái khúc đuôi nha. Cái xấu á. Hả? Này có nửa cái đuôi à? Nó khúc mấy gần cái đuôi đó, gần cái mình. Ủa sao là hai thằng còn hai cục đảo vậy? Dừng có hai thằng. Thấy chưa nè. Đủ dạng hả? Ai nói dạng? Ừ. Ai nói dạng đâu? Vậy là cái này mình ăn là 31, chắc có 6 tháng ngoài bán già nó để cho già ăn hết luôn. Đây là nhà, xin mời cái nhà quá chẳng ngon. Ăn không? Cái chứ ngon. Ăn thầy chú ngon nè. Ngon rồi đó. Mềm mà. Mềm theo á. Cái da như da bò vậy. Mà đậu nó dài dài. Thật thì giống như thịt cá sấu ha. Mà nó không có tanh nha. Da bò, thịt cá sấu. Lúc cạo da ra là gỡ đã lắm. Nó mềm. Cái thịt này á, là nó ngon hơn gấp mấy lần thịt trong lạnh. Đúng rồi. Mà nó chắc đi tới mình cho tháng rồi. Mấy cái nào vậy thôi. Cá bất cứ gì mà qua lạnh rồi. Nhiều quá lạnh. Giống. Để nó tươi là nó ngon quá. Nó đã. Đã. Mà không đã không? Bắt tôi ngồi ngay nát không đã không? Dạ kéo bạn quá. Mang quá. Không người khác. Mang rồi. Nghe quay. Quay rồi ngon rồi. Ngon rồi. Kéo thích vô. Bỏ bàn xuống. Tìm. Không anh hy sinh người khác luôn là được không? Tên máy cho. Điện không thèm bắt máy luôn. Để tính không năm giờ là ngon không tưởng ha. Lần đầu tiên mới ăn luôn nè. Trời ơi ngon. Lần đầu tiên thôi. Không phải lần đầu tiên mới làm. Không. Ngon quá. Dạ ăn xong á mình cũng xin có một cái vài lời phát biểu. Cảm ơn tất cả bà con, mấy anh chị em rồi mấy bạn bè mình trước đây đã hỗ trợ mình làm một kênh YouTube. Mình làm mình cũng có người hỗ trợ mới làm được, chứ thật sự mình khó làm lắm. Đây là mấy anh em mình nhờ để hỗ trợ mình làm. Hôm nay đó mình làm cái món này để cảm ơn tất cả các anh em và tất cả các quý vị đã ủng hộ mình từ trước tới giờ. Dạ đặc biệt nhà quý vị ủng hộ mà mình đã mua được chiếc xe đâu, xe đâu? Từ hồi lúc nhỏ tới giờ mới mua nổi là nhờ làm YouTube mình mới mua được cả nhà ơi. Cả nhà hãy cố gắng làm mình nó nản nha, thật sự làm YouTube này thì nhiều người hay nản lắm, thường mình phải cố gắng rồi. Cái này là mơ ước của mình từ nhỏ tới giờ mới mua được á. Đủ quá nản. Thật sự không làm YouTube chắc giờ mơ ước chắc không thành hiện thực đâu. Cho nên mình xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh. Mong quay kênh anh phát triển mồi càng ngày nhiều. Mồi mới đâu cho tụi em thưởng thức được.